Con đường trục chính từ xã Thạch Bằng về Ủy ban Nhân dân xã khá tấp nập, nhà cao tầng san sát, vẻ ngoài sầm uất. Song hầu hết các con ngõ rẽ vào khu dân cư chỉ rộng trung bình 2 mét, thậm chí không ít con đường chỉ rộng hơn 1 mét, hai xe máy tránh nhau còn khó khăn. Nhiều đoạn người dân phải tận dụng bằng cách đi trên mương thoát nước. Đất chật, người đông, đường hẹp, cuộc sống người dân nơi đây đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc sinh hoạt hàng ngày. Đường giao thông thì kín rất khổ sở, là đường chật, người thì đông. Đi làm nhiều khi có những công chuyện đã đầm cưới hoặc đầm má, hoặc đi làm về giặt những cái xe máy không quá, rồi là mặc đâu này mặc đâu tê, thì mặc cái người rồi nhiều khi cũng tai nạn. Tuy kinh tế địa phương có nhiều bước phát triển, tổng thu nhập toàn xã năm 2017 đạt trên 350 tỷ đồng. Nhưng theo kế hoạch, Thạch Kim nằm trong nhóm những xã cuối cùng của Hà Tĩnh chạm đích nông thôn mới năm 2020. Ở Thạch Kim, điều dễ nhận ra là cùng một mái nhà có nhiều thế hệ chung sống, với số lượng thành viên từ 10 tới 12 người. Nhiều căn nhà cấp 4 có diện tích từ 40 tới 70m2 nhưng có từ 2 tới 4 gia đình. Toàn xã có hơn 11.000 nhân khẩu, 2.400 hộ dân sống chen chúc trên diện tích 30 ha. Đất Thạch Kim phần lớn là đất ở, người dân không có đất nông nghiệp, không có đất vườn. Thế nên tất cả các diện tích đất đều được tận dụng làm các công trình kiên cố. Để vận động người dân phá bỏ các công trình lấy đất làm đường là một điều quá khó khăn. Quỹ đất hạn hẹp, dân số phát triển nhanh khiến chính quyền địa phương phải đau đầu. Xã Thạch Kim là một cái xã mà có cái diện tích khá chật. Về đời dân số thì rất chi là đông. Về các cái tuyến đường giao thông là rất chi là chật hẹp. Có những cái tuyến đường nó có thể là chỉ được dưới 1 mét. Địa phương thì cần đề nghị là cấp trên cần có cái chính sách về để có thể là giãn dân, để đảm bảo được cái dân sinh cho nhân dân Thạch Kim. Xã Thạch Kim đã hoàn thành 12 tiêu chí, nhưng những tiêu chí còn lại đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là tiêu chí đường giao thông, đòi hỏi nguồn lực lớn, có sự đồng thuận từ người dân. Chính quyền địa phương cũng phải có giải pháp đồng bộ và quy hoạch giãn dân. Nếu không hiện thực hóa được các bước trên, thì việc mở rộng các tuyến đường trong thôn ở Thạch Kim chỉ mãi là giấc mơ của người dân làng biển.